Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngắn ngày hôm nay, bên em giải thích cho tất cả quý vị và các bạn là tại vì sao cái dòng chép kèn neo nói chung và neo bi nói riêng thì là rất nhiều anh em tin dùng, hiện tại đang rất tin dùng, đặc biệt là anh em đang rất thích dùng dòng neo bi. Mặc dù dòng neo bi đang là dòng rất đắt trên thị trường hiện nay nhưng anh em vẫn tin dùng là vì lý sao? Để có hai cái đặc điểm chính. Thứ nhất là dòng tiếng của dòng neo bi thì nó cho cái độ lực mạnh và sáng tiếng để giúp cho anh em làm sự kiện hoặc để đánh tiếng cho nó đi xa hơn. Ví dụ như anh em cần cái đánh một không gian ngoài trời rộng lớn thì người ta cần cái neo nó mạnh, nó thổi cho nó xa, nó rộng. Và một điểm thứ hai nữa là dòng neo nó nhẹ hơn dòng khác nên giúp cho anh em làm nắp a dây sự kiện, treo xích lên trong các cái sân khấu lớn nó sẽ nhẹ hơn. Ví dụ đây là một cái con kèn neo bi của JBL côn 44. Nếu nó là từ thường mà từ côn 44 mà từ 12 cm thì nó nặng cũng phải rơi vào tầm khoảng 2 cân là loại nhẹ nhất. Còn như cái con JCF nhà em nặng tới 3 cân, côn 44 nha em nhé, con từ 14 của nhà em nặng tới 3 cân là một củ. Như vậy con này nó nhẹ tầm khoảng trên 1 cân thì nó nhẹ đi rất nhiều, giúp anh em người ta làm sự kiện nó đỡ nhẹ đi nên người ta rất tin dùng đó. Và cái tất nhiên là dòng neo là do họ làm cái những cái viên nam châm này là bằng nam châm vĩnh cửu cấu tạo rất là đặc chủng nên nó rất là đắt hơn. Như những cặp chép neo này được bên em bán ra củ không, một đôi củ không là 1,5 triệu một đôi và được bao ship, được tặng tụ trở ống vít và bích nối chuyển đổi. Với những cái con kèn neo bi côn 44 như này thì anh em ghép với bát côn 76 là hợp nhất. 65 và 76 hai dòng đó. Và rất nhiều các bác chơi bản gia đình cũng thích cái dòng neo này vì cái độ đánh của nó nghe nó sáng tiếng và nó mạnh, nên đôi khi anh em nó độ nhiều nhà họ thích nó nhiều tép nên họ vẫn ghép neo vào. Anh em nhiều nhà thích nhiều tép thì nắp neo gia đình ạ. Và sau đây thì em có test một chút nhạc để anh em mình nghe thử. Em đấu cho anh em mình nghe thử một chiếc nhé. Đây là cái phễu, anh em lắp phễu thì để có cho vào đây như này. Trong trường này không cần phễu nha. Thầy có phễu thì không lắp vì nó cũng chẳng cần đổ đúng hướng. Ngay đây thì anh em đấu thì đi hiểu một điều là nếu mình chơi gia đình ấy, thì cái con tụ vàng em tặng thì anh em đấu tụ vàng một con duy nhất nhá, một con tụ vàng duy nhất và đấu qua, nghĩa là một con tụ một con trở em đấu vào tụ và dây dương bên đỏ, con trắng này còn sờ vào bên âm, nghe đấu mỗi thứ một con vì bên em cho thừa mà, bên thì nếu mua bộ kèn thì cho thừa. Mời các bác nghe một chút nhạc nó mạng này.
Vâng, và em thì test một chút thôi, chứ không test dài quá thì anh em mình mất thời gian. Như anh em mà có nhu cầu mà ghép chơi gia đình thì con côn 44 này rất là hay. Bởi vì khi anh em mình nghe nhỏ, con côn 44 nhá, nó vẫn lên được, mà anh em mở to nó vẫn được. Nhớ anh em lắp, nhớ anh em lắp hỏi lắp côn 75 đánh gia đình có được không? Thực chất thì lắp vẫn được, nhưng khi anh em mình chơi côn 75 mà nó nhỏ thì nó sẽ không hay. Và em sẽ hẹn các bác ở một cái video sớm nhất, em sẽ test cái côn 75 cho anh em mình nghe thử, nghe nhỏ. Và em sẽ phát dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã xem cái video phân tích tại sao chép kèn neo nó lại được nhiều anh em tin dùng như vậy. Và để được tư vấn hoặc mua hàng, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 23 23. Và xin chân thành cảm ơn mọi người.